thồng không, nhưng mà cái thời gian nó không có nữa, mình thồng thì nó sẽ lâu. Mà mấy cái anh ở đây thì anh mua để sóc cừ. Dạ. Mà chủ nhà hỏi chủ nhà có cần lấy trái không, chủ nhà hô bỏ đi, ở đây là cái xứ dừa cho nên là không, ta không cần là trái, là chỉ cần trái khô thôi. Dạ. Dừa dừa vậy. Dừa đây hả? À, ta bỏ không à? Ủa dừa ở đây là nhiều lắm, ta không cần uống gì đâu ha anh. Mặc cái quần vô, đấy giờ cái quần mồ hôi không. Ý đem thường đem áo nhiều, quần cũng nhiều đó, mà bữa nay có cái quần à, tính lột cái đó phơi cái đó, là mặc cái kia vô lại lục hoài, không có, không biết có bà nào lụm không nữa. Trời ơi, tiêu cái quần rồi. Tiêu quần rồi, đi bỏ mất cái quần luôn. Nay ba mà mặc quần đùi leo là hết luôn. Không, mặc cái quần này nó gấp thì nó còn quần trong, mà mặc quần trong nó gấp nên nó không biết lấy cái thấy gì vậy. Chứ không gặp mặt nó bắt dầm thì nó lắm. Nhìn bộ mặt sàn coi coi nó có bị hóa mặt đi không. Các bạn nói chắc giỏ hay chưa?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mở ra cho cái ổng luôn không ơi. Nó lấy nữa qua căn kia lấy nữa. Trời ơi trời. Đấy, quá nguy hiểm đây nha thầy. Quay theo kìa. Xíu xanh rõ rồi. Cái cột nó vô cái đồng hồ đó, cho nên là mình phải phụ cái dây này nè.
cái này là kêu là trường hao, nhưng mà hơn những cái dừa này á, đằng đã nó tới cái bờ, chứ nếu không có cái bờ cái đất mương là nó dở đứt, nó dở đứt nó dở vô đâu. Khi là bè đó nó nằm vô tay. Ở trên này nè nó mới già dữ, thường thường dưới cái gốc mà cái dừa mà cái nó phình to vậy á là nó sẽ thưa thịt, sớm nó thưa rồi lên trên này á sớm nó nhiều, mà cây này cũng đều đều à.